tên khác. Con đường nổi loạn, cáo thối nên trả tiền thuê nhà. Tôi mất rồi, ca cát. Cửu vĩ xù lông, chỉ vào minh nhân nhảy dựng lên. Tiểu quỷ, hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi. Minh nhân lại sáng tay áo lên. Đến đây đến đây, solo A à, không đến. Vòng xoáy trên lá gỗ minh nhân lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, giơ tay phải lên vương ra một ngón tay, một quả cầu màu đỏ đen nhẹ nhàng chỉ xuống phía dưới quả cầu màu đỏ đen dần dần lớn lên, trong khoảnh khắc nuốt chửng toàn bộ lá gỗ, nổ vang thật lớn, trong khoảnh khắc tiêu tán hầu như không còn, đi đến đâu không có một ngọn cỏ. Ha ha ha, tá trợ tan, ninh thứ tan, mau đến xem pháo hoa a, à, pháo hoa thật đẹp. Mộc dịp Trong cơ thể ta có cái ca cát không đạn cửa sổ, mộc dịp. Trong cơ thể ta có cái ca cát TXT toàn tập đao loa, mộc dịp. Trong cơ thể ta có cái ca cát chương mới nhất, Chương 1. Cửu vĩ cưỡi mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Chính đuôi cưỡi mặt mùa hè năm 47 trong địa động thâm thúy như vực sâu, một lão giả tóc dài sau lưng cắm đầy dây leo hình ống, đang dặn dò một gã nam tử trẻ tuổi cái gì đó, thở dốc kịch liệt cùng với ngực phập phồng, thần thái khí như tơ tầm, biểu thị tuổi thọ của lão giả sắp đi về phía cuối, bên cạnh hai người đứng một đen hai trắng sinh vật hình người. Đi, đi, lấy mắt ta đi tìm người kế vị, bồi dưỡng hắn, dạy dỗ hắn, hướng dẫn hắn. Ngươi có thể lựa chọn ngủ đông, ẩn mình sau lưng thao túng hết thảy. Cũng có thể đi tới trước đài, phá hủy nhẫn giới mục nát này long trời lỡ đất. Mười vạn bạch tuyệt và hiện thân ý chí của ta, từ giờ trở đi đều sẽ trung thành với ngươi, bọn họ sẽ phụ tá bên cạnh ngươi. Ninh giúp của ta, kinh nghiệm của ta, vũ khí của ta, cùng với tất cả những gì ta tích lũy được trong những năm qua, từ giờ trở đi đều thuộc về ngươi. Anh thừa hưởng mọi thứ ngoại trừ đôi mắt này của em. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nhẫn giới tu la vũ trí ba bang. Nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi. Đợi ngày ta trở về, chính là lúc quét sạch thế giới. Mùa thu năm 48 của một dịp bầu trời đêm mùa thu làm cho người ta hơi có vẻ cô độc cùng thê lương, mấy ngôi sao ở xa xa nhảy nhót, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bầu trời đêm, bầu trời giống như bị mực nước xâm nhiễm một mảnh đen kịt. Một vầng trăng tròn huyết sắc treo cao trên không trung, dưới sự phụ trợ của đại địa trắng xóa có vẻ yêu giả như vậy. Huyết nguyệt nhô lên không báo trước không rõ. Nơi đóng quân của vũ trí ba, vũ trí ba phú nhạc đã đến tuổi nhi lập, nhìn ánh trăng màu đỏ như máu trên bầu trời, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không rõ. Vì sao trong lòng lại bất an như vậy? Phú nhạc ở trong viện mình đi tới đi lui, theo thời gian trôi qua, dự cảm không rõ trong lòng càng ngày càng nồng đầm. Với thực lực của hắn bây giờ, dưới tình huống bình thường tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lần trước có loại dự cảm này là ở hai mươi mấy năm trước, chính mình tham gia nhẫn giới đại chiến thời điểm. Mấy ngày trước vũ trí ba bộ tộc còn cùng thủy môn thảo luận vấn đề tương lai, kết quả xem ra phi thường tốt. Dựa vào thân phận vợ mình cùng hỏa ảnh phu nhân là khuê mật, thân là tộc trưởng vũ trí ba nhất tộc phú nhạc cũng thuận lợi đáp ứng quan hệ của một dịp nhân vật số một đời thứ tư một họa ảnh hơn nửa tuổi tác hai người chênh lệch không tính là quá lớn đề tài chung không ít phú nhạc kính nể thái độ làm người của đời thứ tư đời thứ tư kính trọng sự trầm ổn của phú nhạc quan hệ cá nhân rất mật thiết tính tình tao nhã cùng năng lực trác tuyệt của bốn đời rất ít người sẽ sinh ra ác cảm đối với hắn Chẳng lẽ đề nghị ba đời đại nhân không đồng ý Hay là có người từ đó cản trở Đoàn cố vấn trưởng lão Hay là trưởng lão đoàn tàng Mặc dù vậy Tương lai của vũ trí ba chắc chắn sẽ tươi sáng Chỉ cần thủy môn có thể hoàn toàn nắm giữ quyền lợi của họa ảnh Chỉ cần họa ảnh vẫn là thủy Không đợi phú nhạc cảm khái xong Tiếng động lớn vang vọng phía chân trời cùng với mặt đất trung động Theo phương hướng động tỉnh nhìn lại vũ trí ba phú nhạc cả người ngây ngốc tại chỗ, trừng lớn hai mắt đồng tử kịch liệt co rút lại, biểu tình hoảng sợ cùng khiếp sợ làm cho cả khuôn mặt phú nhạc đều trở nên vặn vẹo. Nhưng hắn không có thời gian để ý cái này, giờ khắc này hắn hiểu được trong lòng vì sao bất an. Dẫn vào tầm mắt là một con quái vật khổng lồ cao mấy chục mét, cự thú màu đỏ có chín cái đuôi. Cửu vĩ. Hống. Tiếng trống giận tràn ngập oán hận vang vọng khắp lá cây. Không xong cửu tân nại đã xảy ra chuyện đôi mắt vũ trí ba phú nhạc trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu câu ngọc màu đen như nồng nọc điên cuồng xoay tròn trong đôi mắt đây là năng lực tiêu chí của bộ tộc vũ trí ba viết queo ai vũ trí ba chưa mở mắt lập tức sơ tán người già và trẻ nhỏ hộ tống bọn họ đến nơi an toàn vũ trí ba tin anh mở ra viết luân nhãn lập tức đến chỗ ta tập hợp phú nhạc quyết định thật nhanh tổ chức nhân thủ trong tộc triệu tập niên gia tinh anh trong tộc, dự định tiến hành cứu viện. Lấy quan hệ giữa Phú Nhạc và Thủy Môn, tự nhiên biết địa vị của tứ đại phu nhân cửu tân nại trong lòng tứ đại. Cho dù là liều mạng mình, cũng nhất định phải bảo vệ cửu tân nại. Cửu phong thủy hỏa ảnh ba đời thứ tư là hy vọng duy nhất của vũ trí ba. Hắn là một dịp cấp cao duy nhất không bài xích vũ trí ba. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lúc này, hơn 10 thân ảnh màu đen đeo mặt nạ động vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vũ trí ba phú nhạc, người cầm đầu sau lưng đeo hai thanh song đao ngăn cản vũ trí ba phú nhạc, ngữ khí lạnh như hàng đông khắc nguyệt. Phú nhạc tộc trưởng, đoàn tàng đại nhân có lệnh, tất cả người của vũ trí ba không được rời khỏi nơi đóng quân, lập tức ra rõ hành tung của vũ trí ba hôm nay. Nếu không tất cả đều xử lý theo phản nhẫn, liền địa cách dết chớ luận. Cái gì? Lời nói của người cầm đầu giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu trong nháy mắt nổ tung dựa vào cái gì nhằm vào vũ trí ba chúng ta chỉ dựa vào đám ninja ám bộ các ngươi nhóm vũ trí ba bởi vì phú nhạc ra lệnh mà chạy tới đều trận mắt nhìn vũ trí ba tính tình nóng nảy lại càng móc ra khổ vô làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào phú nhạc đại nhân cá biệt vũ trí ba chủ động hướng vũ trí ba phú nhạc thỉnh chiến chỉ cần vũ trí ba phú nhạc ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức có thể đem đám ninja áo đen trước mặt xé nát. Mà Phú Nhạc lúc này lại nhìn cửu vĩ xa xa kinh ngạc sững sờ, tay chân lạnh lẽo, cả người run rẩy, vẻ mặt chua xót. Cửu vĩ đang tàn sát bừa bãi trong thôn, đôi mắt kia của nó rõ ràng là bộ dáng viết luân nhãn. Có người dùng Uritin Well ai khống chế cửu vĩ. Mà cả nhẫn giới đều biết chỉ có vũ trí ba nhất tộc mới có viết luân nhãn. Không thể giải thích được bùng vàng rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Phú nhạc đại nhân, ngươi muốn cải lại đoàn tàn đại nhân mệnh lệnh sao, đeo mặt nạ hắc y ninja nhóm lạnh lùng nhìn vũ trí ba phú nhạc, khẩu khí càng là không chút che giấu uy hiếp. Không khí nhất thời vô cùng lo lắng. Phú nhạc biết, những này mang theo mặt nạ hắc y ninja cũng không phải trực thuộc họa ảnh ám bộ, mà là thuộc về một dịp trưởng lão đoàn giấu tư nhân bộ đội, một dịp căn bộ ninja. Những người này còn tàn nhẫn hơn, máu lạnh hơn và mạnh mẽ hơn cả ninja của ám bộ. Phú Nhạc khoát tay áo, ý bảo đám vũ trí ba lui ra. Tuy rằng khó chịu, vũ trí ba nhóm vẫn là nghe theo tộc trưởng mệnh lệnh, nhưng bọn họ không có rời đi, mà là càng tụ càng nhiều cùng căn bộ ninja dặn co. Đến lúc này, Phú Nhạc cũng đã nhớ lại địa phương không bình thường trong đó, ninja căn bản rất rõ ràng đang ở phụ cận nơi đóng quân của vũ trí ba, nếu không sẽ không chạy tới nhanh như vậy cũng không biết những ninja này vẫn luôn ở gần trụ sở của vũ trí ba, hay là ngay từ đầu đã. Nếu như là cái trước, nói rõ căn bộ đang giám thị vũ trí ba, nếu như là cái sau. Đó chính là một âm mưu lớn nhằm vào vũ trí ba. Vô luận là cái trước hay là cái sau, đối với vũ trí ba mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Nhóm ẩn ánh mắt phú nhạc ngưng tụ. Tin tưởng thủy môn đi. Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng thủy môn là phong thủy môn họa ảnh ba đời thứ tư được vũ trí ba phú nhạc ký thác kỳ vọng cao vừa mới lợi dụng thuật phi lôi thần né tránh công kích cũng sử dụng xoắn ốc hoàng đem một nam tử đeo mặt nạ hổ văn đánh xuống lòng đất hơi thở dốc vài cái lại sử dụng không gian nhẫn thuật phi lôi thần thuật biến mất tại chỗ tôi đang ở đâu lạnh quá mệt quá dưới tế đàn một đứa bé tóc vàng cố gắng mở hai mắt tôi không nhớ tôi đập vào mắt là một cái đầu hồ ly khổng lồ bốc hơi nóng nhe răng, gần trong gan tất. Trong lòng ngoại trừ nằm rảnh vẫn là nằm rảnh. Cửu vĩ hồ ly cưỡi mặt. Hết chương này. Chương 2 Tràn ngập ác ý thôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Tràn ngập ác ý thôn cây 50 năm một thân ảnh nho nhỏ xuyên qua con đường lá gỗ phồng hoa, con đường vốn náo nhiệt trong nháy mắt trở nên quạng cu ẻ, vô luận là nam nhân, nữ nhân hay là tiểu hài tử đều tránh xa thân ảnh nho nhỏ kia, tự như tránh ôn thần. Cùng với tiếng thì thầm cực kỳ nhỏ. Cái kia, lại tới nữa rồi. Thật là xui xẻo, mỗi lần nhìn thấy trở về đều sinh bệnh. Là bị cái kia trộm đi sinh mệnh lực đi. Tại sao nó còn chưa chết đi, quái thai? Tứ đại đại nhân cũng là bởi vì nó mới. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Ngôn ngữ ác độc, còn có lạnh lùng cùng chán ghét cùng với căm hận nồng đậm đến muốn tràn ra. Từ loạn cửu vĩ yêu hồ, đã qua ba năm. Đêm đó Mộc Dịp mất đi rất nhiều. Rất nhiều ninja đã chết dưới sự tàn phá của cửu vĩ, rất nhiều người vì thế mà mất đi cha, mẹ hoặc con cái. Anh hùng của Mộc Dịp, phong thủy môn họa ảnh ba đời thứ tư sau khi gặp phải trên chiến trường nhàm ảnh thì từ bỏ nhiệm vụ không tính là thất bại, cũng bởi vì phong ấn cửu vĩ mà chết không có mấy người biết cùng chết còn có thê tử của hắn xoáy cửu tân nại càng không có mấy người biết kỳ thật vợ chồng đời thứ tư còn có một đứa con ồ có lẽ nhiều người biết điều đó nhưng bởi vì đủ loại lý do không ai nói đó là một điều cấm kỵ một điều cấm kỵ mà hầu hết mọi người đều biết thân ảnh nho nhỏ xuyên qua đám người kia rất nhanh xuyên qua đường phố biến mất trong con đường nhỏ trong rừng đường phố phồn hoa lại một lần nữa trở nên náo nhiệt để ta xem hôm nay có thu hoạch gì thân ảnh nho nhỏ xuyên qua đường phố xuyên qua con đường nhỏ trong rừng thẳng đến khi đi tới một dòng suối nhỏ mới dừng bước chỉ thấy hắn cúi người xuống móc cái gì đó bên cạnh dòng suối dưới phản xạ của dòng suối hiện ra mái tóc màu vàng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mà kiên nghị một cái lưới giống như lồng sắt từng đoạn từng đoạn bị thân ảnh nho nhỏ kia nhấc lên nếu như người thường xuyên đuổi biển nhìn thấy sẽ nhận ra loại lưới này là đặt ở bên bờ hoặc trong nước chuyên dùng để bắt cá tôm mặc dù đôi khi cũng có những thứ kỳ quái trên mạng ta gọi là lốc xoáy minh nhân là người xuyên việt bây giờ là cô nhi ngày tôi sinh ra tôi đã tận mắt chứng kiến cha mẹ tôi chết trước mặt tôi đó là một người đàn ông đẹp trai cười rạng rỡ một người phụ nữ tóc đỏ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng dịu dàng đã ba năm kể từ khi tôi đến thế giới này và mọi người trong làng không thích tôi vì vậy nửa năm trước tôi đã rời căn nhà nhỏ nơi tôi sống và chuyển đến đây theo thời gian trôi qua ta nhớ tới càng ngày càng nhiều chuyện trước kia tiểu minh nhân đứng lên nhìn về phía con đường phồn hoa lúc trước tôi không thích ở đó người ở đó cũng không thích tôi ta thích nơi này yên tĩnh tự nhiên tuy rằng cuộc sống cần tự cung tự cấp có chút vất vả nhưng ít nhất đều là thức ăn bình thường. Không có nắm mốc, không có mùi hôi thối chua chát, càng không có thứ gì kỳ quái. Tiểu minh nhân xách túi lưới lên, cẩn thận phân biệt thành quả bắt được. Cái túi lưới này là tiểu minh nhân nhặt được ở bờ sông, lúc nhặt được trách nát, được tiểu minh nhân từng chút từng chút phá lại. Cơm trưa hôm nay ăn cá nướng và cua là được rồi. Tiểu minh nhân mỉm cười. Ba con cá cỡ 10cm cùng một con cua nhỏ cỡ bàn tay, lại phối hợp với một chút rau dại cùng cơm, đây chính là bữa trưa của tiểu minh nhân. Đem tôm cá còn lại trong lưới đổ vào một cái ao cá đơn sơ xây bằng đá và bùn đất, đó là do tiểu minh nhân tự mình làm, dùng để lưu trữ thức ăn. Bên cạnh ao cá còn có một mảnh đất canh tác nhỏ, một vườn đơn sơ, bên trong trồng rau dại mà người tiểu minh cấy ghép từ nơi khác. Một gian nhà gỗ nhỏ không tới 5 mét vuông, bên trong đặt một cái giường cùng vài bộ quần áo đây là toàn bộ gia sản của tiểu minh nhân. Dết cá móc nội tạng, cạo vẫy cá, nướng cá liền mạch lưu loát, khi tiêu diệt hai con cá một con cua, đang chuẩn bị tiêu diệt con cá nhỏ cuối cùng, tiểu minh nhân cảm giác được cách đó không xa có một cổ ác ý nhàn nhạt bay tới. Ác ý vô cùng nhạt vô cùng nhạt, đồng thời còn xen lẫn những khí tức phức tạp khác. Nhận thức độc hại Sức mạnh bẩm sinh của tiểu minh nhân, kiếp này hắn phát hiện tố chất thân thể của mình tốt thần kỳ, ngũ giác càng phi thường nhạy cảm, thậm chí diễn sinh ra loại năng lực thần kỳ này, có thể cảm giác được ác ý của sinh vật phụ cận đối với hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Minh Minh mới 3 tuổi đã dọn ra ngoài ở. Đồng thời cũng là nguyên nhân vì sao Tiểu Minh Nhân không muốn ở khu vực Mộc Diệp phồn hoa. Trên đường Mộc Diệp mọi người đối với Tiểu Minh Nhân ác ý, nồng đậm đến làm cho hắn hít thở không thông. Một lão nhân mặc trường bào đỏ trắng, đầu đội nón lá, ngầm một cái tẩu thuốc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của tiểu minh nhân ba đời một hỏa ảnh chào gia gia đời thứ ba nhìn người tới tiểu minh nhân lộ ra một nụ cười ngọt ngào trẻ con nói chỉ là nụ cười kia ít nhiều mang chút ý tứ công thức hóa minh nhân a à, ta tới thăm ngươi tam đại múc tẩu thuốc nhìn tiểu minh nhân vui tươi hớn hở nói nụ cười nhìn như hiền lành kia so với tiểu minh nhân càng thêm công thức hóa gần đây cuộc sống ở đây thế nào? Tiểu Minh Nhân cảm giác được ác ý nhàn nhạt trên người đối phương trở nên nồng đậm hơn một chút. Nhìn ra được, đối với chuyện Tiểu Minh Nhân dọn ra ở, ba đời không vui lắm. Tam Đại Gia Gia nếm thử. Tiểu Minh Nhân đưa con cá nướng còn lại cho Tam Đại, nghiêng đầu, bộ dáng buồn rầu. Có chút vị đắng, nhưng cũng không tệ lắm. Trong lòng Tam Đại khẽ động, ác ý trên người thoáng tản đi một ít vậy tại sao na tru lại dọn ra ngoài ba thế hệ vừa ăn cá nướng vừa lơ đãng nói dù sao tất cả mọi người đều không thích ta dứt khoát dọn ra ngoài ở là được rồi tiểu minh nhân kéo đầu một bộ rầu rĩ không vui lời nói trong lúc lơ đãng trong mất mát mang theo ba phần ủy khuất quả thực nhìn làm cho người ta đau lòng ấy nấy đi ấy nấy đi chỉ cần ngươi ấy nấy ta tạm thời mới có thể sống tốt hơn quả nhiên không ngoài sở liệu Tam Đại hơi đau lòng sờ sờ đầu tiểu minh nhân, ác ý trên người lại nhạt đi một ít. Đang lúc Tam Đại còn muốn cùng tiểu minh nhân nói cái gì thời điểm, một cái đeo động vật mặt nạ hắc y ninja đột nhiên đi ra, bám vào Tam Đại bên tai thì thầm vài câu, chỉ thấy Tam Đại sắc mặt khẽ biến, lập tức đứng dậy cùng tiểu minh nhân cáo biệt. Với ngũ giác siêu việt người thường của tiểu minh, cũng chỉ nghe loáng thoáng vài âm tiết, không thể hoàn toàn phân biệt. Viên Phi, không thể để trụ lực cửu vĩ rời khỏi tầm nhìn của chúng ta quá xa, cửu vĩ chính là vũ khí quan trọng nhất của thôn. Một lão giả một mắt chống quải trượng, cả người cuốn băng vải nói. Tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chí thôn đoàn tàng, một dịp trưởng lão, nắm giữ thực quyền phái gốc một dịp. Nếu như ngươi mềm lòng, vậy thì đem cửu vĩ giao cho ta, gốc trễ của ta sẽ bồi dưỡng hắn thành một công cụ ưu tú. Cửu vĩ nhân trụ lực là không có khả năng giao cho ngươi, Đoàn Tàng. Hắn không phải công cụ của ngươi. Không đợi Đoàn Tàng nói xong, Tam Đại liền nói như đinh đóng cột. Viên Phi, chẳng lẽ ngươi muốn đem trụ người độc lập? Có một số việc dừng ở đây đi. Mấy chữ cuối cùng Đoàn Tàng còn chưa nói xong, lại bị Tam Đại cắt đứt một lần nữa. Đoàn Tàng, đừng quên ta mới là Hỏa Ảnh. Con mắt còn sót lại của đoàn tàng nhìn chầm chầm tam đại một hồi lâu, mới hung tợn nói. Viên phi, ngươi sẽ hối hận. Nói xong liền phất tay áo xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có ai để ý, trụ lực cửu vĩ nhân trong miệng bọn họ, kỳ thật gọi là lốc xoáy minh nhân. Hết chương này. Chương 3 Hồ Ly nên giao phòng Kakaroto Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 hồ ly nên giao phòng, ca cát. Không bao lâu sau khi tam đại từ minh nhân trở về, liền hạ lệnh cấm đối với tất cả mọi người trong một dịp thôn, cấm ở sau lưng nghị luận minh nhân. Loại sinh vật này là rất kỳ quái, càng là chuyện không cho làm trong lòng lại càng muốn làm, sau đó lại tìm cho mình các loại lý do chứng minh có thể làm hợp lý. Minh nhân đi sang trở về trở lại phòng nhỏ, nhìn thấy một màn trước mắt, thật lâu không nói nên lời. Lưới dùng để bắt cá bị xé nát vụn, ao cá nhỏ bị đập nát bét tôm cá nuôi bên trong cũng bị giẫm chết các loại cây trồng bị nhổ tận gốc nhà gỗ nhỏ biến thành một bãi vụn vặt quần áo và chăn đệm bên trong bị bôi lên một ít chất lỏng màu vàng những thứ này là minh nhân tốn thời gian nửa tháng từng chút từng chút dựng lên tuy rằng đơn sơ cũng rất ấm áp nhưng hiện tại đều không có nhà hết rồi các thôn dân không dám cãi lại họa ảnh đại nhân mệnh lệnh không dám lại ở sau lưng nghị luận nhưng là thỉnh thoảng đi ngang qua, lơ đẳng phá hủy yêu hồ ma cuộc cũng là có thể lý giải đi. Có lẽ còn có một số người trợ giúp. Sao lại nói thế? Bởi vì khi Na Tru gặp lại ai đó, ác ý trên người đối phương, nồng đậm gấp đôi. Dù sao loại công cụ trụ người này, vẫn phải nắm giữ trong tay mới có thể yên tâm. Ta dĩ nhiên đối với ba đời lòng mang ấy nấy báo đáp hy vọng, là ta quá ngây thơ. Ở trong lòng hắn, chuyện ta là trụ lực cửu vĩ còn hơn cả vòng xoáy minh nhân trụ lực cửu vĩ nhân lốc xoáy minh nhân có vẻ như cả hai đều là na tru nhưng có một khoảng cách cơ bản đơn giản mà nói trụ lực cửu vĩ nhân là vũ khí của thôn lốc xoáy minh nhân là con trai đời thứ tư mất tích tức giận tìm tù nhân không thật vô lý minh nhân hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra dùng giọng điệu hoàn toàn không thuộc về tuổi của hắn khàn khàn nói ta thật sự không nghĩ tới ác ý của nhân loại có thể làm cho người ta buồn nôn đến mức này một đứa trẻ có thể vô hại với một con người và một con vật thậm chí không làm bất cứ hành vi nguy hại nào lại làm như vậy tôi thực sự ghét nơi này thôn này tên là mộc diệp tứ đại mục ngươi bảo vệ những gì natru đã trở lại nơi anh đã sống một căn hộ không lớn cũng không nhỏ một phòng khách và một phòng ngủ. Tuy nói là nhà trọ, hàng xóm đều có người ở, trên thực tế tầng lầu này ngoại trừ Minh Nhân ra không có bất kỳ người nào ở. Cảm thụ được bốn phía không ngừng truyền đến ác ý, Minh Nhân đi tới trước gương, nhìn mình trong gương thản nhiên nói: Tạm thời ở lại. Cố gắng trở nên mạnh mẽ. Những giới nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. So với giả ngoại ở trong thôn sinh hoạt chỗ tốt duy nhất chính là không cần chính mình tìm đồ ăn hơn nữa có ba đời mục đích lên tiếng đồ ăn bên trong cũng không có những kia kỳ kỳ quái đồ vật chẳng qua minh nhân ngoại trừ mua một ít đồ dùng sinh hoạt cơ bản vẫn không có biện pháp đi nhà hàng ăn cơm bình thường cơ hồ tất cả cửa hàng đều không hoan nghênh tiểu minh nhân ngoại trừ một cửa hàng mì sợi tên là nhất lạc lạp nếu như không biết nấu cơm vậy có thể ăn chỉ có mì ăn liền và sữa cũng may na biết nấu ăn thời gian tu hành vô cùng khô khan bởi vì thiếu giáo huấn minh nhân chỉ có thể làm một ít rèn luyện thể thuật đạp thủy leo cây xoắn ốc hoàng những thứ này minh nhân ngược lại là đều biết nhưng là hắn thiếu hụt một cái cơ bản nhất đồ vật thực hiện đây hết thảy điều kiện tiên quyết anh ta không biết làm thế nào để lấy chát tân ra không có chát tân p u l l tất cả những gì nó nói là vớ vẩn hiện tại Na Tru còn chưa đủ tuổi đi học trường ninja, hơn nữa, cũng không nhất định sẽ đồng ý cho hắn đi học trường ninja. Nếu trụ người không đủ ổn định, đưa vào trường học ninja là một chuyện tương đối nguy hiểm. Len ken len ken một trận tiếng nước nhỏ xuống đánh thức minh nhân, mở hai mắt ra, đập vào mắt là một nơi giống như tầng hầm ngầm. Nơi này là nơi này là. Minh nhân nháy mắt trừng lớn hai mắt, hưng phấn thét chói tai. Rốt cục, rốt cục có thể đến nơi này nơi này là không gian trong cơ thể minh nhân nơi giam giữ cửu vĩ bị phong ấn chính mình không có biện pháp tu luyện nhưng chỉ cần tìm được cửu vĩ chẳng khác nào tìm được cảm giác chát ra phương pháp minh nhân từ trên mặt đất bò dậy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhìn mặt đất một chút lại sờ sờ trên người rõ ràng nằm ở trên sàn nhà ướt sũng trên người lại không có nửa điểm dấu vết bị ướt thật thần kỳ ánh sáng bốn phía vô cùng ảm đạm minh nhân chỉ có thể mơ hồ phân biệt hoàn cảnh bốn phía nơi này tuy rằng trống trải nhưng chỉ có một con đường có thể đi chẳng mấy chốc na tru đã đến trước một cánh cửa sắt khổng lồ chính giữa cánh cửa sắt dán một tờ niêm phong dùng ký hiệu đọc không hiểu đánh dấu quả nhiên là nơi này không sai minh nhân đè xuống kích động trong lòng hắn đã nghĩ ra tiếp theo muốn nói cái gì rốt cuộc đời được chính mình treo bên ngoài mạnh nhất trong chín con thú đuôi trong truyền thuyết. Cửu vĩ cửu lạc ma Xuyên qua ánh sáng ảm đạm, nhìn thấy bóng dáng dần dần tới gần bên trong cửa sắt, Minh Nhân hít sâu một hơi, sợ đối phương không nghe thấy, dùng hết sức lực toàn thân hô. xuống hồ ly nên nộp tiền thuê nhà. Đợi Minh Nhân thấy rõ người tới, trước mắt đâu phải là yêu hồ chín đuôi gì, mà là một nam tử thoạt nhìn không quá hai ba mươi tuổi, để lại đầu nhím mặt đạo phục màu cam vàng điểm máu chốt nhất, trên đầu đối phương còn có một vòng sáng. Ngươi là ai? Phản ứng đầu tiên của Na Tru hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhìn cảm giác có chút quen thuộc, phản ứng thứ hai của Minh Nhân. Chỉ thấy nam tử giơ tay trái lên, đối Na Tru chào hỏi nói. Ta là Tôn Ngộ không? Ha ha ha, ta ở chỗ này đợi đã lâu cũng không thấy một người, ta còn tưởng rằng nơi này không có nhân loại. Hiện tại âm phủ đều biến thành bộ dáng này sao? Diêm vương đại thúc đâu? Mặc dù sau khi biến thành người chết không cần ăn cái gì, nhưng luôn cảm thấy bụng kêu ùng ục không ngừng. Nam tử giống như mở máy hát, liên châu pháo cằn nhằn nói một đống lời không rõ nguyên do. Tôn ngộ không? Địa ngục? Diêm vương đại thúc còn có vòng sáng. Hình như đã nghe ở đâu. Nhìn nam tử, minh nhân có một loại cảm giác phi thường mãnh liệt, dần dần hình tượng đối phương càng ngày càng cùng thân ảnh nào đó trong lòng mình chồng lên nhau. Đột nhiên con mắt Na Tru sáng lên, tay phải nắm chặt nện vào lòng bàn tay trái của mình, sau đó chỉ vào đối phương hô to. Là ngươi? Ai? Không nghĩ tới sau khi nghe được Minh Nhân nói, đối phương lại nhíu mày, bất mãn than thở với Minh Nhân. Anh có biết là tích anh trai tôi không? Sao lại gọi ta cái tên này giống như Lạp Đế Tư? Tôi không phải là ca cát, tôi là tôn ngộ không tôi là một sai gian lớn lên trên trái đất hết chương này chương 4 siêu xây đa trụ lực bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 4 siêu cấp sai gian trụ lực ca cát còn được gọi là mang ki kiên xuất thân từ thế giới của bảy viên ngọc Trồng là một sai gian lớn lên trên trái đất sai gian là những người chiến đấu trong thế giới bảy viên ngọc Trồng tồn tại trong vũ trụ tôn trọng vũ lực và tự hào về chiến đấu. Từng trung thành với đế vương vũ trụ Felixa, sau đó vì nghi ngờ của Felixa, mệnh lệnh của thần phá hoại nào đó, hủy diệt toàn bộ hành tinh Vegeta, chỉ còn lại vài người Saiyan gian sống sót và lưu lạc trên trái đất. Đây là một cái giai đoạn đầu tùy tiện nổ mặt trăng, quy tiên nhân nổ qua mặt trăng bị khắc nổ qua mặt trăng, trung kỳ tùy tiện nổ tinh cầu, đạn tử vong của tinh cầu phất lợi tác, nổ hệ mặt trời, xa lỗ hệ mặt trời quy phái khí công. Hầu kỳ một cái không cẩn thận ngay cả vũ trụ cũng sẽ dễ dàng xóa bỏ thế giới nguy hiểm siêu cao so sánh với đỉnh chiến lực cũng liền phong ấn một cái ánh trăng hỏa ảnh ở phương diện sức chiến đấu cùng bảy viên ngọc rồng hoàn toàn không thể so sánh có lẽ gia Free thiên freeza quân đoàn bên kia tùy tiện một cái tạp ngư cũng có được đem hỏa ảnh thế giới xóa bỏ năng lực chính mình bên này mạnh nhất còn tại bản thổ tinh cầu mặt ngoài nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm đối diện bên kia đã đem tinh cầu nổ tung chơi đùa như vậy vấn đề liền tới, trong cơ thể mình tại sao lại phong ấn tạp tạp la đặc của một thế giới khác? Còn Niner Tais thì sao? Sẽ không phải bởi vì miệng thối mà bị tạp tạp la đặc miễu sát chứ? Hay là... Bị ăn thịt? Natru cố gắng vượt qua ánh sáng ảm đạm, qua cánh cổng sắt lớn bị phong ấn để tìm dấu vết của Niner Tais. Để cho hắn thất vọng chính là, trong không gian phong ấn cũng không có nhìn thấy cửu vĩ một con chín đuôi lớn như vậy sao lại không thấy đâu đây chính là một đại ngoại quải của mình cái kia tạp tôn tiên sinh xin hỏi ngươi có nhìn thấy một con đại hồ ly sao minh nhân có chút lo lắng hướng tạp tạp la đặt khoa tay múa chân hắn cũng không muốn chính mình ngoại quải cứ như vậy mạc danh kỳ diệu không có tạp tạp la đặt suy nghĩ một chút vòng quanh đầu nói đại hồ ly không thấy nơi này chỉ có một mình ta à chỉ có một mình ta chết. Thấy vòng sáng trên đầu ta không, đó là sau khi chết mới có. Đúng rồi, sao trên đầu ngươi không có vòng sáng? Vì tôi chưa chết. Vậy tôn tiên sinh xin hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh nhân tiếp tục truy vấn, ý đồ thông qua phân tích tìm được nguyên nhân. Ta cũng không biết tại sao lại ở chỗ này. Ta nhớ mình tu luyện ở giới vương tinh, sau đó tỉnh lại đột nhiên đến nơi này nơi này không phải âm phủ sao? Khí tức âm lãnh chung quanh sao không kém âm phủ nhiều lắm? Hơi thở của hay. Phong ấn không gian trong cơ thể ta. Ta còn phải tu luyện, không lâu nữa sẽ có hai người sa gian siêu cường đến địa cầu. Thật chờ mong giao thủ với họ. Trọng lực nơi này so với giới vương tinh kém hơn nhiều lắm, thân thể đều muốn rỉ sét. Ca cắt lầm bầm nửa ngày, tự như một lão thái thái lãi nhãi bất quá minh nhân cũng từ lời nói của tạp tạp la đặt tiết lộ tin tức đại khái suy luận ra thời gian tuyến của tạp tạp la đặt trước mặt mình hẳn là vừa cùng ca ca của mình lập đế tư đồng quy vu tận thông qua âm phủ đi tới giới vương tinh tu luyện trong khoảng thời gian này cũng chính là thời điểm vừa mới tiến vào đại vũ trụ thời đại long châu dét văn chương mở đầu không lâu tôn tiên sinh ngươi không thể đi ra sao minh nhân đột nhiên lên tiếng cắt đứt tạp tạp la đặt theo lý thuyết tạp tạp la đặt là có thể thông qua khe hở cửa sắt phong ấn đi ra, hình thể chính đuôi quá lớn không ra được, nhưng lấy hình thể tạp tạp la đặt là khẳng định không thành vấn đề. Ta không ra được, giống như có một cổ lực lượng ngăn cản ta làm như vậy. Tạp tạp la đặt hai tay khoanh trước ngực, cau mày nói, từ ngữ khí đến xem tự hồ là ăn thiệt thòi không nhỏ. Tôn ngộ không có thể ngăn cản sức chiến đấu ít nhất bốn nghìn, cái này sức chiến đấu nổ chút ít hành tinh cũng không thành vấn đề đi phong ấn bát quái trong cơ thể mình từ khi nào lại mạnh như vậy lại vây quanh vị trí phong ấn dạo qua một vòng vẫn không có phát hiện nửa điểm tung tích của cửu vĩ minh nhân vẻ mặt chán nản ngồi dưới đất dự định tiếp nhận hiện thực trên lý thuyết nói làm vòng xoáy nhất tộc tộc nhân cho dù không có cửu vĩ chakra trong cơ thể mình tối thiểu cũng là tra đa lạp cấp bậc tối thiểu mấy chục tạp cũng là có đi hơn nữa không có cửu vĩ chakra quấy nhiễu trên lý thuyết thực lực của mình có thể tăng trưởng nhanh hơn mới đúng. Nghĩ tới đây tâm tình minh nhân trong nháy mắt cảm giác tốt hơn rất nhiều. Nhóc tì, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Lúc đau lòng lúc vui vẻ, rất kỳ quái. Anh có cái gì ăn không? Em cảm thấy bụng em đói sắp ăn hết rồi. Ăn ăn, chỉ biết ăn, đã chết rồi, còn chỉ biết ăn. Minh nhân vẻ mặt u oán nhìn tạp tạp la đặt bên trong phong ấn một chút tác dụng cũng không có, chẳng lẽ ta còn có thể biến thành người sai gian trụ lực sao? Hay là trụ lực siêu sai gian? Người sai gian trong cơ thể thế nhưng là ngay cả nửa điểm chakra đều không có, căn bản không phải thế giới này người, cha tân không còn nữa. Không có gì ngoài đó. Bên ngoài. Minh nhân nhìn chầm chầm tạp tạp la đặt, khi đảo qua đạo phục chữ quy in trước ngực đối phương đột nhiên sáng mắt lên. Mất một cái móc treo ngoài, đây không phải là lại tới một cái sao? Ca Cát là ai? Nhân vật chính của Seven Dragon Bands là từ một cái sức chiến đấu chỉ có hai rác rưỡi, từng bước từng bước dựa vào mồ hôi cùng nỗ lực phát triển thành vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Võ đạo tông sư của thế giới Long Châu Quyền đánh vũ trụ đế vương, chân đá nhân tạo nhân, vượt qua giới vương thần, đánh bại ma nhân bố Âu tồn tại. Anh ta có bao nhiêu thứ? Tàn tượng quyền Chi quy phái khí công, vũ không thuật, giới vương quyền, đạn nguyên khí. Những kỹ năng này không có chỗ nào không phải là thần cấp kỹ năng. Dù cho bây giờ ca cát trước mặt còn không có trở thành hậu kỳ mạnh nhất, chỉ là địa cầu mạnh nhất. Chỉ cần có thể học được nhất đâu đâu, thực lực của mình cũng sẽ trưởng thành như tên lửa. Một sư phụ tốt không kém bao nhiêu so với một người ngoài mạnh mẽ. Người khác là tùy thân lão gia gia ta đây là trong bụng chứa một cái thế giới khác vũ trụ đệ nhất. Hai mắt minh nhân tỏa sáng nhìn chầm chầm tạp tạp la đặt giống như đang nhìn một tòa bảo khố. Tôn tiên sinh, Na Tru đột nhiên cất cao âm điệu, hướng ca các phương hướng cúi đầu 90 độ, lớn tiếng nói. Xin thu ta làm đồ đệ đi. Hả? Tạp tạp la đặt vẻ mặt hoảng hốt nhìn tiểu minh nhân. Thời gian tự như trở lại 10 năm trước một ngày kia, một cái chèo thuyền mà đến tiểu trọc đầu cũng là dùng đồng dạng thanh âm cùng ngữ khí nói đồng dạng lời nói chẳng qua tiểu đầu trọc nói với sư phụ quy tiên nhân quy gia gia của mình mà tiểu bất điểm này lại nói với mình thật hoài niệm nha vì thế ma xui quỷ khiến thốt ra được na tru nghe vậy mừng rỡ vội vàng mở miệng gọi sư phụ ca các khoác tay ngược lại là không sao cả thậm chí còn cảm thấy xưng hô này là lạ tìm ra một sự thật trong cuộc sống giới hạn của tôi ninja có giới hạn vì vậy tôi sẽ không làm ninja nữa giúp đỡ có thể ở trên trời biu 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 sống phát sống ai còn đi làm những gì dọn ninja giọng nói của cô rất giống với một người bạn của tôi nhưng anh ta không có mũi cũng không có tóc cô có biết anh ta không người nói đánh không lại công cụ chỉ dùng để hiến tế cơ linh trên ý nghĩa nào đó đúng là nhận thức đề nghị sưu tầm, hết chương này. Chương 5 Tu luyện quy tiên phái, canh một thú tiến hóa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Tu luyện quy tiên lưu, canh một thú tiến hóa. Lão sư, thật sự muốn làm như vậy sao, nhìn dòng nước chảy xiết cùng thác nước không nhìn thấy đấy, na trù nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng có chút khô khốc. Trả lời hắn chính là câu trả lời khẳng định của tạp tạp la đặt Vì vậy đi ngươi thả người nhảy lên, chỉ nghe một tiếng trầm, minh nhân nhảy xuống nước. Tạp tạp la đặt một thân võ học sư thừa kế võ đạo chi thần quy tiên nhân, tu hành chính là một loại võ đạo gọi là quy tiên lưu. Tôn chỉ huấn luyện võ đạo quy tiên lưu là khi rèn luyện toàn tâm toàn ý rèn luyện, không ngừng đè ép thể lực, tới gần cực hạn của mình, đột phá cực hạn. Nghỉ ngơi thì hoàn toàn thả lỏng, để cho thân thể và tinh thần mệt mỏi sau khi rèn luyện được khôi phục đầy đủ cũng chính là quy tiên nhân chính miệng nói vận động thật tốt học tập thật tốt chơi thật vui ăn thật ngon nghỉ ngơi thật tốt tuy rằng nghe rất đơn giản nhưng thực thi tuyệt không đơn giản muốn quán triệt hoàn toàn không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng lại không có mấy người có thể làm được ngoại trừ chuyên chú cao độ luôn luôn có nguyên nhân như vậy bị quấy rầy nhìn như chỉ là đang ăn uống vui chơi kỳ thật là đang bồi dưỡng tâm tính chí thuần chất phát phản phát quy chân. Dưới sự dạy dỗ của quy tiên nhân, tạp tạp la đặc trưởng thành tới thời kỳ ma nhân bố Âu, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng đã xem như là tông sư võ đạo. Huấn luyện cơ bản của quy tiên lưu cũng rất đơn giản, đơn giản chính là làm tốt năm việc, bơi lội, đưa sữa, học tập, canh tác, chuyển gạch. Chợt nghe chỉ là làm một ít công việc bình thường, người làm công bình thường khẽ cắn môi cũng có thể làm được. Trên thực tế ngoại trừ học tập ra, đều không phải là tu hành bình thường bơi lội là bơi lội vượt qua cả đại dương đưa sửa được tiến hành dưới sự truy đuổi của khủng long khổng lồ đất canh tác không được dùng bất cứ đạo cụ nào chỉ dựa vào hai tay để đào về phần chuyển gạch một người làm một đội công trình để dùng sau khi có thể thuận lợi đạt tới những yêu cầu này sẽ tiến hành tu hành thêm một bước tu thân tu tâm đây mới là ảo diệu của quy tiên lưu hiện tại minh nhân làm chính là một hạng mục trong đó bơi lội lúc trước tạp tạp la đặt tu hành là bị cá mập đuổi đi bơi lội, bởi vì phụ cận lá gỗ không có biển rộng, càng không có cá mập, vì thế tạp tạp la đặt để cho tiểu minh nhân bơi lội bên cạnh thác nước. Sử dụng lực đẩy của dòng nước và áp lực từ thác nước đã thúc đẩy na tru thực hành. Mong muốn sinh tồn mãnh liệt sẽ phát ra lực lượng cực lớn. Mà lực lượng bộc phát ra sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho minh nhân trưởng thành. Con người cần bức bách mới có thể tiến lên. Nhóc tỳ, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi sử dụng hô hấp chính xác phối hợp với kỹ xảo phát lực độc đáo không nên đơn thuần sử dụng vũ lực giọng nói của ca cát vang lên trong đầu na tru quy tiên lưu những tu hành này cũng không phải đơn thuần mãn là được dù sao nhân lực là có cực hạn không cân nhắc nhân tố bản thân đó gọi là đơn thuần chịu chết rất dễ dàng đem chính mình luyện phế khi thực hiện các bài tập này bạn cần kết hợp với một số kỹ thuật thở và kỹ thuật độc đáo Minh Nhân nghe vậy lập tức dừng lại tâm thần, trong đầu nhớ lại lời dạy của tạp tạp la đặt trong không gian phong ấn. Hít một hơi thật sâu, tập trung khí, tay trái vung mạnh về phía trước, và... Anh ta bị cuốn trôi bởi dòng nước xiết. Hiện tại hắn còn quá nhỏ, căn bản không chịu nổi loại trùng kích này. Trước khi sắp rơi xuống thác nước thì bị một ninja áo đen đeo mặt nạ hồ ly túng lấy sau gáy nhấc lên. Thân là trụ lực cửu vĩ, phụ cận đi theo mấy ninja ám bộ, điều này rất hợp lý chứ. Chính là bởi vì có thể cảm giác được phụ cận có ám bộ tồn tại, minh nhân mới dám không kiên nể gì làm loại chuyện nguy hiểm này. Cảm ơn đại ca ca. Minh nhân không nhìn ác ý trên người đối phương, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đổi lại là càng thêm nồng đậm ác ý. Trong dự liệu, đã sớm thành thói quen. Na Tru cười tự dễu. Không sao cả. Nhưng dù anh không thích em nữa, anh cũng phải cứu em những kẻ không giết được ta sẽ chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn minh nhân ngày đêm tiến hành tu hành quy tiên lưu không ai bảo đưa sữa liền đổi thành đem tảng đá lớn ném vào trong nhà đối với mình ác ý lớn nhất không ai cần chuyển gạch vậy thì mang đi nóc nhà đối phương không có đất có thể cày vậy thì đi ngẫu nhiên chọn một người xem may mắn có ác ý lớn nhất đối với mình đem đất nhà hán đào mỹ danh minh nhân là đưa ấm áp nói tóm lại Minh nhân tu hành dưới sự dạy dỗ của tạp tạp la đặc, người ngoài xem ra chính là nghịch ngợm, quấy rối, gây họa, ác tác kịch. Các thông dân từng bị ác tác kịch nhau nhau khiếu nại với đời thứ ba, chỉ là cũng không có tác dụng gì, chỉ cần Minh nhân không có hành vi đã thương người, đời thứ ba cũng mừng rỡ như thế. Ngược lại với thông dân chán ghét, thường thường đến trước mặt Minh nhân xoát một làn hảo cảm, hắn cảm thấy làm như vậy Minh nhân sẽ càng thêm ý lại vào hắn. Natru cũng hành động như Thuy Generation nghĩ. Nếu như trên người hắn không có ác ý nhàn nhạt kia, có lẽ là thật. Biểu hiện của đời thứ ba đối mặt với khiếu nại của dân làng rất ý vị sâu xa. Không tỏ thái độ không cự tuyệt. Không nhận được phản hồi hữu hiệu, dân làng càng thêm chán ghét minh nhân. Ngại lệnh cấm đời thứ ba, ngược lại không ai dám động thủ với minh nhân. Cho dù thật sự động thủ, bọn họ cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ của minh nhân từng tu hành quy tiên lưu, cho dù minh nhân chỉ mới 4 tuổi. Minh nhân cũng không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào, cho dù hắn làm một bảo bảo ngoan ngoãn nghe lời, các thôn dân cũng sẽ không giảm bớt nửa phần ác ý với hắn. Xuân đi thu đến, minh nhân liền trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế, cứ như vậy trôi qua một năm. Giống như tuốt sắc sẽ nghiện, tu luyện cũng khiến người ta nghiện. Lại là một ngày đầy ác ý, chào buổi sáng, Na cảm thấy ác ý tràn ngập khắp mọi nơi, Na nói với chính mình trong gương, bắt đầu một ngày buồn tẻ và đầy đủ một lần nữa. Không thể không nói thể chất minh nhân thật sự cường đại, vô luận một ngày trước mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần ngủ một giấc, ngày hôm sau tinh thần vẫn như cũ giống như uống thuốc gấp trăm lần. Cũng thật sự là bởi vì thiên phú này, minh nhân mới miễn cưỡng theo kịp huấn luyện tạp tạp la đặt an bài cho hắn. Nhóc tỳ, từ hôm nay trở đi ngươi phải tăng gấp đôi huấn luyện. Thanh âm tạp tạp la đặt vang lên trong lòng minh nhân. So sánh với tạp tạp la đặt cao 1M75, minh nhân cao 1M1 thật sự là một tiểu bất điểm. Tuy nhiên, Natru không thích cách gọi này. Được rồi, Shensi, Natru gật đầu, đeo một cái mai rùa màu tím nhạt trên lưng và chạy ra khỏi phòng. Huấn luyện phụ trọng cũng là một khâu tu hành của Quy Tiên Lưu. Sau khi hoàn thành mấy hạng mục tu luyện bơi lội, tặng tấm áp, học tập, canh tác, chuyển gạch, thì cần phải đeo cái mai rùa này, trọng lượng của mai rùa theo trình độ tu hành mà tăng lên. Tiện đường nhắc tới, mai rùa trên người minh nhân nặng tới 100kg. Kỳ thật lấy thể chất minh nhân loại trọng lượng này còn có thể gia tăng, thế nhưng hắn lo lắng không cao. Hắn thậm chí hoài nghi vì sao Kerry thấp như vậy chính là bởi vì khi còn bé cổng mai rùa. Đối với ca cát, người thực hành cùng nhau, là một sai gian, không nằm trong tính toán. Đúng rồi, phụ trọng của tiểu lý trong kỳ thi trung nhẫn là bao nhiêu? Chỉ cần không trở ngại cao lên, minh nhân phỏng chừng mình không bao lâu nữa sẽ vượt qua phụ trọng trên người tiểu lý. Cầu vé tháng, vé đề cử, sưu tầm. Hết chương này. Chương 6 Miêu bà bà, canh hai thú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 mèo ba ba canh hai thú bất tri bất giác đã qua lâu như vậy cũng không biết đám người sai gian kia đến địa cầu chưa bọn bị khắc sao rồi thật muốn trở lại giới vương tinh cùng giới vương đại nhân tu hành a à? vẫn là mười lần trọng lực tu luyện đã nghiền nhóc tỳ sau này ngươi có cơ hội cũng thử một lần đối với thực lực của ngươi tăng lên có trợ giúp rất lớn minh nhân nghe vậy trận trắng mắt ngươi tưởng ta là người sai gian sao đó chính là trọng lực gấp 10 lần, một đám gia súc. Trọng lực gấp 10 lần không chỉ là thân thể đơn thuần biến trọng gấp 10 lần, các hạng khí quan trong thân thể thừa nhận áp lực đều phải gia tăng gấp 10 lần. Nhân loại bình thường đi tới 10 lần trọng lực hoàn cảnh sẽ bị trong nháy mắt ép thành một đoàn thịt băm. Đừng nói gấp 10 lần trọng lực, cho dù chỉ có gấp đôi trọng lực đối với nhân loại gánh nặng đều là rất nặng. Mèo mèo, âm thanh thứ ba, một con mèo con màu trắng xuất hiện trước mặt Na nhìn thấy na tru làm bộ muốn chạy trốn mèo ô minh nhân hướng đối phương phát ra một tiếng mèo kêu mèo mèo âm thanh thứ tư tiểu bạch miêu đang muốn chạy trốn nghe được tiếng mèo kêu minh nhân học thế nhưng xoay người lại đi tới trước mặt minh nhân vây quanh minh nhân ngửi một vòng giống như là đang xác nhận thân phận minh nhân ô mèo mèo ô ô mèo mèo lời bài hát mèo phớt mèo xê cần mèo thơ mèo phao thớt một người một mèo ở nơi đó meo meo nửa ngày sau, Minh Nhân nói. Phiền toái dẫn ta đến chỗ miêu bà bà một chút. Mèo trắng nhân tính hóa gật đầu với Minh Nhân, về một tiếng chui vào rừng cây, Minh Nhân thấy thế lập tức đuổi theo. Một người một mèo chỉ chốc lát sau đã đi tới trước mặt một tòa nhà mang theo phong cách cổ xưa, hai bên cửa lớn bày biện điêu khắc giống như mèo chiêu tài. Mèo trắng sau khi đem Na Tru tới đây, liền nhanh như chớp chạy mất mặc kệ tới mấy lần đều không nhớ được là như thế nào tới thật sự là thần kỳ minh nhân vừa cảm khái vừa đẩy cửa lớn ra chỉ nghe két két một tiếng cửa gỗ cổ kính liền bị đẩy ra cho dù là na có năng lực cảm giác ác ý cũng không có biện pháp không thông qua mèo đến nơi này đây chính là gốc trễ lập thân của bộ tộc nhẫn miêu chúng ta ngoài trường mèo con không ai tìm thấy nơi này ngồi trong phòng là một lão bà bà ngậm tẩu thuốc đầu đội tai mèo màu xám sậm trang trí mũi thô to lộ vẻ mập mạp. Hai mắt khép hờ làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần hòa ái. So với ba đời hiền lành hơn nhiều. Miêu bà bà, thương nhân vũ khí trong truyền thuyết Mộc Diệp. Trong tin đồn là nhà cung cấp vũ khí chuyên môn của bộ tộc Vũ Trí Ba, là bộ tộc nhẫn Miêu có thể tồn tại sau khi Vũ Trí Ba diệt tộc. Miêu bà bà. Minh nhân hướng Miêu bà bà cung kính nói. Đây là sự tôn kính phát ra từ nội tâm, Miêu bà bà là người duy nhất minh nhân ngoại trừ nhất lạc mì sợi tay đánh đại thúc ra không có bất kỳ ác ý gì với mình. Đối với một người như vậy, Natru sẽ đáp lại bằng sự tôn trọng lớn nhất. Minh nhân, ngươi lại tới nữa rồi. Miêu bà bà múc tẩu thuốc trong tay, cười hít mắt nói. Lần này định mua cái gì? Khổ vô hay là kiếm trong tay? Hay là bùa khởi bạo? Bản chất của cửa hàng vũ khí không kém nhiều lắm so với thương nhân buôn bán vũ khí, khổ vô kiếm trong tay phù khởi bạo đạn khói binh lương hoàng là đạo cụ thường bị trong hầu bao ninja ninja thế giới chiến đấu bình thường lấy vũ khí lạnh làm chủ mặc dù có vô tuyến điện loại này điểm lệch khoa học kỹ thuật thụ ta muốn đổi thứ này nặng hơn minh nhân chỉ chỉ mai rùa sau lưng mình sau đó lần này lại muốn hai bộ bao cổ tay một bộ bao đầu gối phải nặng hơn một chút vì cân nhắc chiều cao Minh Nhân vẫn không dám đem mai rùa đổi thành gấp đôi, nặng một chút là được, trên người đổi thành bảo vệ cổ tay bảo vệ đầu gối là được. Miêu bà bà nghe vậy cười khổ lắc đầu. Minh Nhân a, à, chỗ này của ta chính là cửa hàng vũ khí. Người muốn những thứ này ở một dịp đại lộ là có thể mua được. Minh Nhân nhún vai. Ngoài trừ Miêu bà bà, cũng không ai bán cho ta những thứ này. Bạn cho rằng ví cốc xanh nguyên bản của Minh Nhân tại sao lại phồng lên? cười chết, chỉ cần ở một dịp, tiền minh nhân căn bản không dùng được. Toàn bộ một dịp thôn, ngoại trường nhất lạc đại thúc mì sợi ra, cũng chỉ có miêu bà bà mới có thể bán đồ cho hắn minh nhân. miêu bà bà trầm mặt vài giây, phun ra một vòng khói. Được rồi, lần này tôi sẽ đổi trọng điểm cho cậu. Một đại nhân đời thứ tư. miêu bà bà làm thủ lĩnh bộ tộc Nhẫn miêu tự nhiên nhận thức vợ chồng đời thứ tư, đặc tính khổ vô của đời thứ tư vẫn là ở chỗ miêu bà bà chế định. Tôi cũng biết Na Tru. Một dịp phàm là cái niên gia, có mấy phần địa vị, không có mấy cái không biết. Trong ánh mắt nhìn minh nhân miêu bà bà hiện lên một tia thương tiếc, sau đó vươn tay phải ra. Thưa Huệ ba nghìn lượng, cảm ơn. Đau lòng thì đau lòng, tiền vẫn phải cho. Đây là quy củ của bộ tộc nhẫn miêu. Đây, miêu bà bà. Minh nhân lấy ví tiền cốc của mình ra lấy ra ba tấm phúc trạch đưa tới đem cái trên người ngươi cổng đặt ở chỗ này ngày mai lại đây lấy đi miêu bà bà tốt dù sao cũng là cửa hàng vũ khí ngoại trừ vũ khí ra những thứ khác đều phải làm ngay đang lúc minh nhân rời đi cửa lớn của nhẫn miêu tộc lại một lần nữa bị đẩy ra hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào phía sau hai người in hình bóng bàn hai màu đỏ trắng bắt mắt danh tính của hai người đang được gọi. Một dịp đệ nhất hào môn vũ trí ba nhất tộc. Miêu bà bà. Bóng bàn lớn cung kính nói với Miêu bà bà. Miêu bà bà thấy bóng bàn lớn chào hỏi, bóng bàn nhỏ cũng nhanh chóng đuổi theo. Miêu bà bà hai mắt khép hờ hiếp thành một cái khe, cười ha hả nói. Thì ra là chồng cùng tiểu trợ giúp A, lần này muốn cái gì? Kiếm trong tay. Kiếm trong tay anh trai đã đồng ý dạy em kiếm trong tay rồi. Còn chưa đợi quả bóng bàn lớn nói chuyện, quả bóng bàn nhỏ được gọi là tá trợ đã khẩn cấp kêu lên. Con trồn đầu tiên là xoa xoa tóc của tá trợ, cưng chiều nhìn đệ đệ của mình, sau đó nói với miêu bà bà. Hai mươi thanh kiếm trong tay, năm thanh khổ vô, phiền toái miêu bà bà rồi. Khổ vô hòa cầm kiếm làm vũ khí thông thường của ninja sử dụng, giá cả tự nhiên không rẻ nhưng hàm lượng kim loại trong đó cũng kém đồ Tru cần. Từ đây có thể thấy rằng những gì được bán cho Tru thực sự được giảm giá rất nhiều. Mèo mẹ mè chỉ có thể làm như vậy. Đừng sờ đầu ta, sẽ không cao đâu. Tiểu tá trợ đỏ mặt né tránh tay chồn, biểu môi bất mãn nói. Natru chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người một cái liền xoay người rời đi, hoàn toàn không có tiếng lên chào hỏi ý tứ. Một lớn một nhỏ hai vũ trí ba, trong đó có một người giống như miêu bà bà đối với mình không có một chút ác ý, nhưng người kia tại thời khắc nhìn thấy hắn lại tản mát ra một tia ác ý. Tuy rằng ác ý kia vô cùng nhạt, minh nhân lại có thể nhạy cảm nhận được. Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh tràn đầy ác ý, đối với ác ý thật sự là quá mẫn cảm. Vũ trí ba chồng sao? Vừa vặn, ta cũng không thích ngươi. Thật không có lễ phép, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng xa suốt nhìn bóng lưng na tru rời đi bất mãn lầm bầm một câu không biết vì sao tá trợ ngoài miệng mặc dù nói chán ghét nhưng đối với đối phương có một loại hảo cảm khó hiểu nhưng trợ lý ngạo kiều thì không có khả năng thừa nhận con chồn lẳng lặng nhìn phương hướng minh nhân rời đi không nói gì cũng không biết đang suy nghĩ gì miêu bà bà nhẹ giọng nói vòng xoáy minh nhân một đứa bé đáng thương thời kỳ mới cầu các loại phiếu phiếu cùng động lực, các ngươi ủng hộ là tác giả tốt nhất động lực, hết chương này. Chương 7 Bạch Nhãn Nữ một 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 7 Cô gái mắt trắng, 12, từ chỗ miêu bà bà đi ra, Minh Nhân liền đi về phía đường Mộc Diệp. Công bằng mà nói, Mộc Diệp đại lộ là một nơi mà Minh Nhân không muốn đi nhất, bốn phía tràn ngập ác ý nhằm vào hắn làm cho hắn cảm thấy chán ghét thật sâu, nhưng đó là con đường nhất định phải đi qua để tới nơi tu hành ngày mai mới có thể lấy được đạo cụ tu luyện ta đây liền dạy ngươi một ít đồ vật mới đi ca các thanh âm bỗng nhiên tại tiểu minh nhân đáy lòng vang lên cái gì vậy minh nhân tò mò hỏi sắp tới rồi sao sắp tới rồi sao thần quy xung kích ba quy phái khí công sau này không cần trà sát viên thuốc là xong rồi thứ ta muốn dạy ngươi gọi là khí là ta học được từ địa cầu thiên thần. Tức giận. Thế giới Long Châu có thần tiên tồn tại, trên lý thuyết mỗi tinh cầu đều có thiên thần tồn tại, trên thiên thần là giới vương trưởng quản bốn đại ngân hà đông tây nam bắc, trên giới vương là thủ lĩnh đại giới vương của bọn họ, còn có giới vương thần, phá hư thần, đứng đầu các vị thần trên giới vương. Còn có giới vương thần hậu bổ, thần phó, diêm vương và một số thần linh phụ thuộc diễn sinh, tồn tại ma giới độc lập với nhân giới khí thứ này vũ trụ đại đa số chủng tộc đều có thể nắm giữ, chẳng qua đối với khí vận dùng cùng lý giải sâu nhất chính là địa cầu thiên thần cùng trên địa cầu các võ đạo gia. Hơn nữa còn chơi ra đa dạng. Sống xung kích thần quy mà minh nhân vẫn tâm tâm niệm niệm, khí công quy phái, chính là một loại kỹ xảo dùng cho khí vận. Vô luận là khí công đạn hay là cái gì đều dựa vào khí. Có thể nói chi là nền tảng của mọi thứ trong thế giới Dragon Ball tương đương với chakra của hỏa ảnh thế giới. Chỉ cần có thể học được cách vận dụng khí, bước tiếp theo nắm giữ chính là vũ không thuật. Đây là một loại năng lực có thể nhất tắm quan tại Newton Tân lên, khiến bản thân thoát ly lực hấp dẫn của trái đất tự do bay lượn trên bầu trời, vô cùng thực dụng. Hỏa ảnh dù sao cũng là trên mặt đất xưng hùng thế giới, phóng tầm mắt toàn bộ những giới biết bay cũng không có mấy người. Có thể bay, thật làm cho người ta thèm thuồng năng lực. Tuy rằng ngươi rèn luyện cơ bản còn kém thật xa, nhưng cũng không kém nhiều lắm có thể học tập khí. Tạp tạp la đặt hai tay khoanh quanh, ở trước cửa phong ấn oán giận nói, hiển nhiên đối với thành quả rèn luyện thể thuật của minh nhân phi thường bất mãn. Ta cảm ơn ngươi, ngươi cho rằng ta là các ngươi đám người sai gian. Hậu kỳ tới một trăm lần, hai trăm lần, ba trăm lần trọng lực, loại người bình thường này đi lên phải chết tu luyện. Đừng có dở mặt ra nữa minh nhân ở trong lòng mặc niệm với trình độ tu hành hiện tại của minh nhân đều vượt qua lý lạc khắc thời kỳ thi trung nhẫn thậm chí cường độ còn ở trên này na tru bao nhiêu tuổi vậy nhanh bắt đầu tu hành đi vừa nghĩ đến có thể học tập khí minh nhân trong lòng liền một mảnh lửa nóng vẹn vẹn chỉ là quy tiên lưu cơ sở tu hành liền để cho thực lực của hắn nhanh chóng trưởng thành nếu là có thể học tập đến khí thật sự là hưng phấn đến không kiềm chế được a à. bỏ qua những ánh mắt ghê tởm Ghê tởm và ác ý xung quanh, Na Trung nhanh chóng chạy đến cuối đại lộ Kiba. Một trận ồn ào hấp dẫn lực chú ý của Minh Nhân, theo phương hướng âm thanh nhìn lại, khóe miệng Minh Nhân hơi nhếch lên. Mấy đứa trẻ cao lớn vây quanh một cô bé áo trắng. Bình thường Minh Nhân tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng lúc này đây không thể không xen vào. Cuộc gặp gỡ định mệnh. "Không phụ lòng, xin cho tôi một chút, tôi và người nhà đi lạc." cô bé rất lễ phép nói, làn da trắng như sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đô cùng với ngũ quan tinh xảo, giống như một con búp bê từ trong truyện cổ tích đi ra. Bất quá đáng tiếc chính là, đám tiểu quỷ vây quanh nàng này cũng không nghĩ như vậy, trong đó một cái mập mạp tiểu quỷ một phen hướng cô gái kia đẩy đi. Có thể không ngờ đối phương lại thô bạo vô lễ như vậy, cô gái nhất thời vô ý lại bị đẩy ngã xuống đất, bùng văng khắp nơi, quần áo màu trắng trên người cũng nhiễm màu xám bùn đất tiểu quỷ mập mập kia chỉ vào mắt cô gái cười ha 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 các ngươi mau nhìn mắt của cô ấy là màu trắng đâu thật giống một con quái vật quái vật không có mắt đám tiểu quỷ bốn phía lập tức ồn ào lên cũng từng bước hướng nữ hài tới gần cô gái chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy đồng tử màu trắng bạc lập tức bịt kín một tầng hơi nước giống như một con mèo nhỏ bất lực cuộn tròn khiến người ta thương tiếc nhưng mà nữ hài yếu đuối biểu hiện cũng không có làm cho đám tiểu quỷ này dừng tay ngược lại là càng thêm không kiên nể gì ha 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 các ngươi nói xem nàng có giống cái kia không có lẽ cũng giống như cái kia cũng là một yêu quái yêu quái bà của yêu quái ha ha tôi muốn làm hoa mặt cô ấy ghét nhất là loại búp bê này không ai để ý không ai quan tâm không một ai dừng bước thông dân bốn phía nhìn thấy lại không ai có ý định nhúng tay. Không liên quan đến họ. Mấy tiểu quỷ từ ban đầu cười nhạo, dần dần bắt đầu không kiên nể gì, các loại ác độc ngôn ngữ nối gót tới, thậm chí có người nhặt lên trên mặt đất tảng đá đi về phía cô gái. Cô bé giống như bị dọa đến choáng váng, ngây ngốc tại chỗ. Bất lực cùng ủy khuất. Trẻ con là thiên tính thuần lương. Ha ha cái ác của trẻ con không pha trộn bất cứ nhân tố và tình cảm nào khác cái ác thuần túy nhất. Đó là những gì Natru biết từ khi còn nhỏ. So với người lớn lạnh lùng, hắn càng thêm chán ghét những tiểu quỷ này. Thường xuyên có người dùng hắn còn nhỏ còn cái gì cũng không hiểu để giải vây. Thật sự cái gì cũng không hiểu sao. Thật sự là một chút cũng không hiểu sao. Nhất là ở cái này tiểu quỷ càng thêm trưởng thành sớm hỏa ảnh thế giới. Tay phải của thạch đầu dơ lên thật cao, nhắm ngay khuôn mặt cô gái. Đúng như lời một tiểu quỷ nào đó nói, hắn muốn làm cho khuôn mặt cô gái nở hoa. Cô bé sợ nhắm mắt lại, đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cút ngay. Nhẹ nhàng một cước liền đạp ngã tiểu quỷ cầm tảng đá kia, tảng đá trong tay bay lên thật cao, lại nặng nề rơi xuống, vừa vặn đập vào đầu hắn. Tảng đá không lớn bị thương không nặng, nhưng cũng bị trầy da, tràn ra một chút máu tươi. Tiểu quỷ kia lập tức ngồi dưới đất khóc trống lên. Cái kia. Là cái kia. Mấy tiểu quỷ khác chỉ vào Minh Nhân hét lên. "Mẹ, con sắp bị ăn thịt rồi. Chạy mau a, à, bắt giả sắp bị ăn thịt rồi." Nhìn thấy là Minh Nhân, mấy tiểu quỷ bị dọa lập tức giải tán. "Không sao chứ?" Minh Nhân kéo cô bé lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ bừng rất đáng yêu. "Với năng lực của ngươi, đối phó với bọn họ không thành vấn đề chứ?" Hướng Nhật Hoa Điền chính là tên của tiểu cô nương này. Cũng là người vợ tương lai của minh nhân dựa theo kịch bản bình thường. Một cô gái dịu dàng, mạnh mẽ. Phụ thân đại nhân đã nói lực lượng là dùng để bảo vệ, không thể dùng để tùy tiện đã thương người. Hinata cúi đầu đỏ mặt, dùng thanh âm so với mũi còn nhỏ hơn nói. Nếu không phải là Natru Phai rất nhạy bén, bạn sẽ không thể nghe rõ được. Tay Natru nhẹ nhàng đặt lên đầu Hinata, vuốt ve và nói, thật là một đứa trẻ dịu dàng. Nhưng đối với một số người, bạo lực là cần thiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn như con cua nấu chín trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Và trả lại. Khói bốc lên rồi. Đúng là đáng yêu bùng nổ. Tiếng xì xào không đúng lúc cắt đứt hai người đang giao lưu hữu nghị, tiếng thì thầm dần dần lớn lên, chỉ trỏ về phía tiểu minh nhân. Bốn phía ác ý đột nhiên tăng vọt, nồng đậm đến gần như muốn ngưng kết thành thực thể câu các loại vé, vé tháng đề cử sưu tầm, cái gì đều mau tới đi, hết chương này. Chương 8 Lá cây đội cảnh vệ 2, 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 8 Một dịp cảnh vệ, 22, là cái kia Nhìn kìa, cái kia đã thương người rồi Ta đã nói, cái đó, ở trong thôn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắn định làm gì? Sẽ không ăn thịt bắt giả chứ? Ngươi xem đều chảy máu. Đây chính là chứng cứ hại người của cái kia. Mau đi báo cáo đại nhân đời thứ ba, đuổi cái kia ra khỏi thôn đi. Khi ruộng non bị khi dễ, các thôn dân thờ ơ giờ phút này nhao nhao dừng bước, đem ánh mắt hướng về phía minh nhân, hướng về phía hắn chỉ rõ, tiếng thì thầm biến thành nghị luận hơn nữa có xu thế càng diễn càng mãnh liệt. Không phải, không phải, không phải như vậy, thấy minh nhân bị hiểu lầm, Hinata liều mạng hướng bốn phía thôn dân giải thích, nhưng là cũng không có một người nguyện ý tin tưởng, không có một người nguyện ý nghe nàng nói cái gì. Hoặc là nói đại bộ phận các thôn dân trong lòng đều hiểu rõ sự tình đã trải qua. Sự thật đến tột cùng là cái gì không quan trọng, quan trọng là bọn họ cảm thấy sự thật là cái gì. Không có lý do gì cả. Anh ấy là Naruto Vortex. Vòng xoáy minh nhân ở trong mắt thôn dân chính là hóa thân của yêu hồ chính như bọn họ lúc trước chỉ trích bạch nha như vậy chỉ trích minh nhân thì càng thêm không kiên nể gì này cái làng kinh tởm này đại tiểu thư đúng lúc này một gã hướng nhật ninja xuất hiện ở ruộng non trước mặt hắn đến để cho khí thế hung hăng các thôn dân khí thế phát tiết bọn họ chỉ là bình dân ninja không thể trêu vào nhất là ninja trên đầu đội mũ bảo vệ tráng mặc áo di lê nhưng mà Nhật Bản nhất tộc ninja xuất hiện chuyện đầu tiên chính là đem Hinata bảo hộ đứng lên, quay đầu đối tru hung tận nói. Cách chúng ta đại tiểu thư xa một chút, quái vật. Những lời này của hắn giống như thuốc nổ châm lửa, trong nháy mắt nổ tung. Không phải, không phải không phải như vậy. Hinata dãy dụa khóc lóc giải thích, chỉ là nhân ngôn rất nhỏ không có bất luận kẻ nào để ý tới, liền ngay cả tên kia hướng Nhật ninja cũng chỉ là đem nàng ông lấy, cũng nhanh chóng rời đi chỉ để lại một mình minh nhân lẻ loi đối mặt với thôn dân phẫn nộ. Hướng Nhật Na nhìn thật sâu vào vị trí mà Hinata đã rời đi. Ác ý của tên Nhật Nhật Ninja đối với hắn cơ hồ là nồng đậm nhất trong tất cả mọi người ở đây. Không bình thường. Ra khỏi đây, ra khỏi làng của chúng ta. Chỉ nghe về một tiếng một tảng đá bay ra hung hăng nện vào trán minh nhân, trong phút chốc máu từ bốn phía. Hòn đá mà dân làng bình thường ném đi, Na Tru nhất định tránh được, nhưng nếu là ninja ném thì sao? Tình huống giờ phút này căn bản không cho minh nhân suy nghĩ nhiều. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Các thôn dân phẫn nộ quát, oán hận bị lệnh cấm đời thứ ba đè nén hồi lâu vào giờ khắc này bộc phát. Các cuộc tấn công ném khác nhau xảy ra sau đó, cùng với trứng, mảnh vỡ và bùn, ngoài đá. Nhưng thật ra không ai dám tiến lên công kích minh nhân dù sao đây cũng là hóa thân của cửu vĩ yêu hồ, ăn thịt người. Những thứ này không hề ngoài ý muốn đều nện vào người minh nhân. Trứng gà và bùn đất làm bẩn quần áo, khuôn mặt minh nhân, đá thì không ngừng tạo ra dấu vết trên người tiểu minh nhân. Minh nhân chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý các thôn dân làm. Không tránh không tránh. Vừa không giải thích cũng không tức giận, chỉ dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chăm chú thôn dân, như là muốn đem bộ dáng của bọn họ đều ghi tạc đáy lòng. Đồng thời nội tâm của hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên lạnh lẽo. Ám Bộ vốn nên bảo vệ bên người Minh Nhân, giờ khắc này phản phất không tồn tại, giống như chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng sẽ không ra tay, hoặc giống như là đang chờ đợi Minh Nhân ra tay. Nhưng Minh Nhân biết, Ám Bộ kỳ thật cách hắn không đến 20 mét Cái loại ác ý không chút che giấu này giống như một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Tứ đại a Ngươi thật sự phi thường thất bại, thậm chí có nhiều người muốn hài tử của ngươi chết như vậy. Tứ đại A, ngươi thật sự phi thường thất bại, sau khi ngươi chết bộ hạ, các đệ tử của ngươi đều giống như biến mất. Bốn đời A, ngươi đều bảo vệ những gì. Hắn cũng không phải là nhân vật chính của họa ảnh chân chính, cũng càng không phải là chuyển thế của Atula Chakra. Để cho hắn lấy đức báo oán, trở thành họa ảnh thủ hộ những thứ này. Lấy đức báo oán, làm sao báo đức? hắn chính là hắn, một đời này vòng xoáy minh nhân. Các người muốn tôi chết à, tất cả đều muốn tôi rời đi. Có thể, nhưng không phải bây giờ. Rốt cuộc có người chịu không nổi minh nhân kia lạnh lùng đến cực hạn ánh mắt, tiện tay cầm lên quốc liền hướng tiểu minh nhân bổ đi. Dừng tay. Ngay khi quốc sắp đụng phải minh nhân, minh nhân định đánh trả thì một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Một thanh kiếm trong tay đóng chặt cái quốc lên tường một bóng người cao lớn trắng trước mặt Na Tru. Hai màu đỏ trắng, hoa văn bóng bàn. Là vũ trí ba nhất tộc. Ra tay cứu hắn dĩ nhiên là vũ trí ba. Cố ý đã thương người, tụ tập gây sự, các ngươi là muốn làm cái gì, tên nam tử kia vừa ra tay liền trấn trụ toàn trường, nhìn chung quanh một vòng không ai dám đối diện. Là bộ cảnh sát mộc dịp. Một gã thông dân nhận ra thân phận của đối phương nhiệm vụ của bộ phận cảnh sát mộc diệp là giữ gìn an ninh và ổn định nội bộ xây dựng quy định trong làng tăng cường duy trì trật tự và an ninh của mộc diệp ẩn thôn cũng như bắt giữ những người có khuynh hướng phạm tội niêm gia do thành viên bộ tộc vũ trí ba đảm nhiệm với sức mạnh to lớn chỉ là quyền lực đại quy đại cũng là phi thường đắc tội người công việc nhất là ở vũ trí ba loại này nhãn cao hơn đỉnh bộ tộc thượng nếu nói toàn bộ mộc diệp ngoài trường minh nhân ai là người có tiếng xấu nhất. Không phải vũ trí ba mộc dịp cảnh vệ bộ thì không còn ai khác. Chẳng qua người bình thường thật đúng là không dám trêu chọc vũ trí ba. Ít nhất là hiện tại. Rời đi. Nam tử giận dữ quát. Các thôn dân có chút không cam lòng, nhưng bị áp lực của nam tử bức bách, cuối cùng đành phải phẫn nộ rời đi, tan thành chim thú. Không có việc gì, không có việc gì. Đều không có việc gì một nữ tử đi cùng nam tử kia đi tới trước mặt tiểu minh nhân, vẻ mặt thương tiếc nhìn hắn ôn thanh nói, tiếp theo cúi người xuống sờ sờ đầu tiểu minh nhân, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, tỉ mỉ đem vết bẩn trên mặt hắn lau đi. Cảm ơn tỷ tỷ, trên người tỷ có loại hương vị làm cho ta quen thuộc. Minh nhân hướng đối phương lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Nữ tử ôn nhu kia lại giống như miêu bà bà, đối với mình không có một chút ác ý không chỉ như thế trên người nàng còn có một loại hương vị giống như cửu tân nại, mùi dễ chịu và thoải mái. cô gái dùng ánh mắt dịu dàng nhìn natu. cậu phải gọi tôi là gì? tôi bằng tuổi mẹ cậu, tôi và cô ấy. được rồi, mỹ cầm. lời của nữ tử còn chưa nói xong đã bị nam tử kia vẽ mặt nghiêm túc cắt đứt. đến lúc đi rồi, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. được xưng hô là mỹ cầm nữ tử nghe vậy có chút không muốn nhưng vẫn là đứng lên đi theo nam tử phía sau tạm biệt dì mỹ cầm cảm ơn chú chú nghiêm túc minh nhân hướng hai người lớn tiếng cáo biệt liền xoay người chạy tới nơi tu luyện đợi đến khi thân ảnh minh nhân hoàn toàn biến mất vũ trí ba mỹ cầm mới che miệng run rẩy nói phú nhạc hai tử cửu tân nại thật sự là quá đáng thương chúng ta có thể làm cũng chỉ có vậy vũ trí ba hiện tại cuộc sống cũng không dễ chịu Vũ trí ba phú nhạc an ủi thê tử của mình, tiếp theo xoay người nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa, trong mắt màu đỏ chợt lóe lên. Hừ. Nương theo một tiếng hừ lạnh của phú nhạc, đại thụ hơi lay động. Hết chương này. Chương 9. Khí 1, 2. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9. Tức giận, 12, nhà hàng gần Uclip Fire Shadow Building Viên Phi, ngươi phải đưa trụ lực cửu vĩ nhân cho ta. Chí thôn đoàn giấu trong đại sảnh tranh chấp với họa ảnh đời thứ ba. Mục tiêu tranh chấp của bọn họ là thân là trụ lực vòng xoáy của cửu vĩ nhân minh nhân. Đoàn tàn. Nhân trụ lực không có khả năng ở gốc rễ của ngươi. Viên phi, ngươi không tin năng lực của ta sao? Không tin ta có thể đem trụ lực cửu vĩ nhân dạy dỗ thành công cụ hoàng mỹ. Đoàn tàn dùng độc nhãn còn sót lại của hắn chăm chú nhìn tam đại, tự như một con rắn độc không ta chính là quá tin tưởng ngươi tam đại không chút yếu thế trừng mắt nhìn lại thời gian ở chung mấy chục năm hắn quá hiểu rõ người bạn cũ của mình hắn khát vọng trở thành hỏa ảnh chỉ cần có thể trở thành hỏa ảnh vô luận làm chuyện gì đều có thể đây cũng không phải là lần đầu tiên hướng mình yêu cầu cửu vĩ nhân trụ lực hắn cũng tin tưởng lấy năng lực đoàn tàng tuyệt đối có thể đem trụ người bồi dưỡng thành một công cụ đạt tiêu chuẩn giống như đám ninja gốc để dưới tay hắn. Nhưng một khi để cho đoàn tạng nắm giữ trụ lực cửu vĩ nhân, vậy cơ bản cùng nắm giữ một dịp không có gì khác nhau. Hơn nữa cửu vĩ còn là tồn tại cường đại nhất trong chính con vĩ thú. Ba đời mặc dù ở rất nhiều chuyện đều thỏa hiệp với vị lão bằng hữu này, duy chỉ có chuyện này là không được. Người của Sơn Trung nhất tộc và du nữ nhất tộc đều có thể giao cho ngươi bồi dưỡng. Nhưng Duy chỉ có trụ lực cửu vĩ là không có khả năng, Điểm ấy ngươi đừng nghĩ tới. Sau này hắn sẽ kế thừa ý chí lửa của ta. Đoàn Tàng mặt lộ vẻ khinh thường, ngay tại hắn muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, hai gã đeo mặt nạ hắc y ninja đồng thời xuất hiện. Một trước một sau đi tới trước mặt Tam Đại và Đoàn Tàng. Một người là ám bộ trực thuộc Hỏa Ảnh, một người là ninja gốc Đoàn Tàng. Ngoại trừ trang phục có chút khác biệt, tạo hình hai người cơ hồ giống nhau. Đoàn tàng sau khi nghe được ninja căn bản báo cáo sắc mặt đại biến, còn không đợi hắn có hành động, chỉ nghe ba đời quát to một tiếng. Đoàn tàng. Hai mắt tam đại khép hơi nhìn chầm chầm đoàn tàng, hiển nhiên là biểu hiện cực kỳ giận dữ. Ngươi lại dám đưa tay đến ám bộ, lại một lần lợi dụng thôn dân, ta đã tha thứ cho ngươi một lần, ngay lúc đó ngươi đáp ứng như thế nào? Sao ngươi dám? Sao ngươi dám? Tam đại hít sâu một hơi, kiên định nói. Từ giờ trở đi Đoàn Tàng trưởng lão vì thân thể không khỏe, cần ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian. Một dịp căn bộ tạm thời cấm phong. Viên Phi, ngươi không thể làm như vậy. Ta làm hết thảy đều là vì Mộc Dịp. Đoàn Tàng sắc mặt đại biến, từ chỗ ngồi đứng lên, kích động cả người run rẩy. Nhân trụ lực chỉ có ở trên tay ta mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, niên gia là công cụ không cần tình cảm. Đoàn Tàng trưởng lão cần ở nhà tĩnh dưỡng chẳng lẽ lời của ta không có tác dụng? Đừng quên, ta mới là hỏa ảnh. Viên Phi, ngươi sẽ hối hận. Đoàn tàn trống giận, lại tức giận rời đi. Hai người lại một lần nữa tan rã trong không vui. Viên Phi đáng chết, vũ trí ba đáng chết. Cửu vĩ nhân trụ lực nhất định phải ở trên tay ta. Bên ngoài rừng rậm tử vong một dịp, đây là nơi tu luyện bình thường của tiểu minh nhân. Khí là năng lượng căn bản nhất trong cơ thể chúng ta, là năng lượng sinh mệnh tiềm tàng của vạn sự vạn vật. Vô luận là nhân loại hay là hoa điểu ngư trùng, hay là cái gì khác, chỉ cần hắn tồn tại liền có khí. Khí tuy rằng không nhìn thấy, nhưng quả thật tồn tại, đây chính là khí. Tỉnh tâm lại, tập trung tinh lực cảm nhận của lực lượng lưu động trong cơ thể. Dẫn đường cho lực lượng này. Tạp tạp la đặc giảng giải rất mơ hồ cũng rất không rõ ràng, cùng con trai hắn tôn ngộ cơm dạy học trình độ tám lạng nửa cân, chỉ là nghe hắn giảng giải minh nhân đại khái cả đời này cũng không có cách nào tu luyện trúc giận. Thế nhưng tốt là tốt rồi cũng may hắn ở trong không gian phong ấn trong cơ thể minh nhân, có thể rõ ràng cảm giác được vị trí khí trong cơ thể minh nhân, có thể hoàn mỹ chỉ dẫn minh nhân đi cảm giác khí của mình. Na ngồi xếp bằng trên cỏ với đôi mắt nhắm nghiền. Đi vào thiền định theo cách ca cát đã dạy anh ta. Thả lỏng tư duy, vứt bỏ tạp niệm, thể ngộ yên tĩnh toàn tâm toàn ý dựa theo chỉ thị của tạp tạp la đặt dụng tâm lĩnh ngộ thời gian từng giây từng phút trôi qua một ngày hai ngày ba ngày hơi thở của minh nhân bắt đầu dần dần ổn định giống như lão tăng nhập định ngồi bất động tại chỗ rõ ràng là ở đó rồi lại không ở đó nó giống như một với thiên nhiên chuyện gì xảy ra cửu vĩ nhân trụ lực như thế nào ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích thời gian dài như vậy đội trưởng có cần hay không hướng tam đại đại nhân báo cáo nhìn khoanh chân mà ngồi không nhúc nhích minh nhân một gã đeo cú mèo mặt nạ ám bộ dò hỏi ám bộ đeo mặt nạ hồ ly lắc đầu nói chỉ cần không có dị thường thì không cần báo cáo với đại nhân đời thứ ba và anh ta tên là vortex natru vâng đội trưởng mặt nạ hồ ly nhìn minh nhân nhập định thầm nghĩ con của thầy quả nhiên có chỗ không tầm thường bởi vì chuyện xảy ra trên đường một dịp lúc trước, hiện tại ám bộ đi theo minh nhân đã thay đổi một nhóm. Hiện tại hai người này cùng ám bộ lúc trước không có một chút quan hệ. Là thành viên của một đội khác. Một vài con chim nhỏ liếu ríu đáp xuống vai Natru, người không nhận ra con chim nhỏ, và con chim nhỏ không nhận ra rằng nó đang rơi vào con người. Lại còn có một con chim nhỏ không biết tên ngậm lên một cành gỗ nhỏ, xem ra là định xây tổ trên tóc minh nhân cuối cùng bởi vì quá thấp không đề phòng thiên địch, chim nhỏ chỉ có thể buông tha cho dự định này. Mặt trời mọc thật cao, lại chậm rãi hạ xuống. Khi một tia trăng lưỡi liềm công công treo trên bầu trời, Minh Nhân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo nhìn về phương xa, sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi bặm. Đáy mắt hiện lên một tia tinh mang, ánh mắt kỳ ảo trở nên thâm thúy, một lát sau mới trở nên thanh minh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay của mình, cảm giác được tức đây là tức sao loại cảm giác này ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ không biết có phải bởi vì lực cảm giác của mình siêu cường hay không khi dựa theo chỉ dẫn của tạp tạp la đặt cảm giác được khí một khắc kia cũng đã có thể hơi trúc chắc nắm giữ hướng đi của khí mà hiện tại hắn đã có thể như cánh tay sai khiến thao túng khí trong cơ thể thật là lợi hại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy đã có thể vận dụng khí đến trình độ này Lúc trước ta vì cảm giác được khí mà chịu không ít đau khổ. Xem ra ngươi có thiên phú khí rất mạnh, nếu tu hành trên thân thể ngươi cũng có loại thiên phú này thì tốt rồi. Rất chờ mong đánh một trận với ngươi. Chính như Tạp Tạp La đặt theo như lời, lúc trước hắn đến Thiên Thần Điện Rồng đã tốn gần 3 năm thời gian mới có thể thuần thục sử dụng khí, cho dù chính là kinh tài tuyệt tuyệt bối các tháp cũng là tốn thời gian rất dài mới nắm giữ khí vận dụng. So sánh với hai người Minh Nhân chỉ dùng một tuần đã có thể dùng thiên tài để hình dung. Con người dù sao cũng phải có sở trường đặc biệt. Minh Nhân cười ha ha, trong lòng cũng âm thầm nghị luận. Ma quỷ so với xác thịt với đám người sa gian các ngươi. Cô lỗ 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 lỗ. Minh Nhân vừa mới đứng lên dự định hoạt động một chút, trong bụng truyền đến tiếng động như sấm, đồng thời theo đó mà đến còn có một cổ cảm giác mệt mỏi thật lớn. Ta rốt cuộc tu luyện bao lâu, đói như vậy? một hai ba sáu bốn đại khái bảy ngày tạp tạp la đặt khoanh tay tính toán nửa ngày nói thật khó cho ngươi trình tự đều sai còn có thể tính là đúng tôi cảm thấy như tôi có thể ăn một con bò bây giờ mới ăn một con bò nhóc tỵ, sức ăn của cậu thật sự rất kém hết chương này chương mười một năm sau hai hai bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương mười một năm sau 22. Xuân đi thu đến, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến ngày 10 tháng 10 năm năm ba của một dịp, ngày này là sinh nhật lần thứ sáu của Na Tru. Minh nhân tại một ngày này khó được không có tu luyện, mà là làm một bàn đồ ăn. Sinh nhật. Đó là cái gì? Tạp tạp la đặt tỏ vẻ nghe không hiểu. Đó là ngày sinh, Na Tru kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của ngày sinh với ca cát. Tôi chưa từng có sinh nhật, ha ha ngoài miệng nói ra lời khiến lòng người chua xót bản thân tạp tạp la đặt ngược lại không thèm để ý chút nào cậu cũng giống như natu không bao lâu sau khi sinh ra cha mẹ cậu đã chết vì S già phá hủy hành tinh vegeta sau đó đến trái đất vì bị rơi đầu khiến cho ngay cả hình dáng của cha mẹ cậu cũng quên mất cũng may có một ông nội từ nhỏ chăm sóc hắn tuy rằng cuối cùng cũng bởi vì tạp tạp la đặt nhìn thấy mặt trăng biến thân thành đại tinh tinh giẫm chết nghe có vẻ không tệ lắm so với natu chúc mừng sinh nhật cô giáo. Sinh nhật vui vẻ, nhóc tì. Ha ha ha. Tiếp theo minh nhân dơ nước nho mình sản xuất nói với ám bộ canh giữ ngoài cửa sổ. Sinh nhật vui vẻ, đại ca ca của ám bộ. Bóng nhánh cây ngoài cửa sổ hơi lay động, giống như đang đáp lại lời nói của minh nhân. Trải qua một năm ở chung, tên đội trưởng ám bộ này đã sớm thấy nhưng không thể cách chuyện mình có thể bị minh nhân phát hiện. Dù sao cũng là chính mình cái kia thiên tài lão sư hài tử, lại là cửu vĩ nhân trụ lực, luôn luôn có điểm khác với thường nhân địa phương. Tên đội trưởng ám bộ này tự an ủi mình như vậy. Đối với tên ám bộ thời khắc giám thì mình này, minh nhân vẫn rất có hảo cảm. Bởi vì dưới cảm giác của minh nhân, hắn đối với mình cũng không có một tia ác ý. Đối với thân phận ám bộ minh nhân cũng mơ hồ có loại suy đoán. Thật sự là ngạc nhiên, người không có ác ý với mình một người cũng không gặp được, một lần lại có thể gặp được vài người. Nhất nhạc đại thúc, miêu bà bà, hướng nhật giả điền, vũ trí ba Mỹ cầm vợ chồng còn có tên ám bộ ngoài cửa sổ kia. Tổng cộng sáu người. Một tuần nữa Natru sẽ đến học tại trường Ninja. Theo quy định của trường Ninja Mubiba, chỉ cần trẻ em đủ sáu tuổi có năng khiếu Ninja thì phải đến trường Ninja học tập. Đối với chuyện minh nhân đi Ninja trường học này, Mộc dịp cao tầng lại là một hội miệng pháo tranh luận, tranh luận không ngừng. Đoàn Tàng vẫn kiên trì cho rằng minh nhân hẳn là giao cho hắn, từ gốc huấn luyện, đem minh nhân biến thành công cụ của Mộc dịp. Hai đại cố vấn Mộc dịp là Thủy Hộ Môn Viêm, chuyển tẩm Tiểu Xuân tỏ vẻ đoàn Tàng nói rất đúng. Đời thứ ba thì cho rằng minh nhân nên đến trường ninja học tập, đây là vì gia tăng ràng buộc trụ cột của con người ở Mộc dịp đời trước trụ lực vòng xoáy cửu tân nại cũng là tình yêu cả đời gặp được ở trường ninja hai đại cố vấn một dịp lại biểu thị tam đại nói đúng không hổ là một dịp lưỡng đại giáo phân côn nói tương đương không nói thiên phú của cửu vĩ nhân trụ lực so với hiện tại mạnh hơn chúng ta không thể lại để cho hắn ở trường học ninja làm trò chơi ninja lãng phí thời gian nếu như không có căn bản dạy dỗ ngươi sẽ lãng phí thiên phú trụ lực của người viên phi đoàn tàng liều mạng tranh luận theo lý, ba đời thì phủ định toàn bộ. Cuối cùng ở đời thứ ba một câu, ta mới là hỏa ảnh, kết thúc lần hội đàm này. Chấp niệm của đoàn tàng đối với hỏa ảnh lại tăng thêm một phần. Natru có được sức mạnh để đến học tại trường Ninja. Ngày trường Ninja đưa tin, đó gọi là một cái chiên trống vang trời, pháo tề minh, cờ đỏ pháp phới, người người tấp nập. Được rồi, thật ra cũng không phải. Nhưng người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo cũng không ít. Người so với trường tiểu học bình thường còn nhiều hơn, dù sao một dịp chỉ có một trường học ninja. Trẻ con cùng tuổi với minh nhân cũng không ít. Chỉ là một dịp các gia tộc người liền ít nhất có một tên, một ít nhân khẩu cơ số tương đối khổng lồ gia tộc thậm chí có vài cái. Hầu như tất cả trẻ em đăng ký đều có phụ huynh đi cùng. Ngoài Na xin chào, đại ca ca, ta tới đăng ký. Minh nhân đem bản báo danh ba đời giao cho mình đưa cho Niêm gia phụ trách báo danh. Đó là một ninja gia tướng mạo bình thường, mặc trang phục trung quy trung cũ, giữ lại đầu phượng lê ngút trời. duy nhất làm cho người ta chú ý chính là chỗ mũi của hắn lưu lại một vết sẹo hình ngang. Thầy giáo Mộc dịp, hải giả Iruka. Chính Iruka suýt thốt ra khi nhìn Naruto. Sau đó trên người hắn tản mát ra một tia màu đen nhàn nhạt. Loại cảm giác này Minh nhân không thể quen thuộc hơn, là ác ý y lỗ tạp trước khi giải quyết triệt để nút thắt cũng có ác ý với minh nhân. Dù sao cha mẹ hắn chết trong cửu vĩ chi loạn. Đại ca ca, ta có thể đăng ký không? Có thể Iruka nhìn Natru với một ánh mắt rất phức tạp và ác ý của mình đã tăng thêm một điểm. Đi vào bên trong báo cáo đi. Cảm ơn. Minh nhân lễ phép nói một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng trường học ninja chạy tới. Natu cũng không có ý định cởi bỏ khúc mắt của iruka không liên quan gì đến bản thân hắn nguyện ý đối tốt với mình thì đối tốt với mình không nguyện ý cũng không sao cả nếu như không phải ba đời họa ảnh yêu cầu hắn căn bản không muốn tới ninja trường học có thời gian còn không bằng tu luyện thêm một hồi võ đạo quy tiên lưu càng tu luyện càng làm cho người ta trầm mê dọc theo đường đi không ít ninja bình dân mang theo hài tử báo danh chỉ rõ minh nhân lại nhỏ giọng nói thầm với hài tử của mình minh nhân có thể cảm nhận được ác ý trên người bọn họ cũng không ít hơn so với một dịp thôn dân ác ý trên người niên gia gia tộc nhỏ sẽ nhỏ một chút cũng không đến mức hoàn toàn không có về phần đại gia tộc có chỉ có một tia có cũng không ít hơn so với những thôn dân một dịp kia bởi vì minh nhân hiện tại đã có thể thuần thuộc vận dụng khí có thể thông qua khí để cảm ứng đối phương mạnh yếu đó là một trong những việc anh ấy thích làm nhất Tuy rằng hắn biết dưới tình huống khí chênh lệch không lớn, thực lực mạnh yếu không thể đơn thuần dựa vào khí mạnh yếu phán đoán, nhưng vẫn thích làm như vậy. Thật thú vị. Vì vậy, Natru chấm điểm cho ninja nhìn thấy trong khi đi bộ. Cái này 30 điểm, một cái đầu sao biển mang theo tiểu nha đầu tráng rộng. Cái này 85 điểm, nâng cái bụng lớn mang theo tiểu mập đôn đại mập đôn. Cái này 66 điểm, đầu dưới lớn mang theo đầu dưới nhỏ. Cái này 75 điểm, mang theo một tiểu mỹ nữ trung niên soái ca. Cái này 70 điểm, mang theo một cái nằm sấp so với mình còn cao hơn chó săn, tạo hình giả tính bác gái. 40 điểm. Một ninja gia bình thường. 28 phút này. Cái này 1,2, 377, khí tức lúc cao lúc thấp lúc mạnh lúc yếu, đeo kính trầm lớn. Mà đối với các học sinh cùng kỳ với mình, Minh Nhân thì biểu thị một đám cặn bã sức chiến đấu chỉ có năm. Không có truyền thừa gì bình dân đệ tử phụ huynh khí tức phần lớn đều ở dưới 50, có truyền thừa. Điểm đều ở trên 50, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Cái này, 99 điểm. Na Tru nhận ra danh tính của nhau trong nháy mắt. Đó là lúc trước từng có duyên gặp mặt một lần, mang theo đệ đệ của mình tới báo danh. Vũ trí ba chồn Mạnh như vậy. Minh nhân nhướng mày, không để lại dấu vết hướng bên cạnh dời lên vài bước không phải sợ hắn mà là đầu óc đối phương không bình thường cách xa hắn một chút đầu óc không bình thường không đáng sợ thực lực mạnh cũng không đáng sợ sợ chính là đầu óc không bình thường hết lần này tới lần khác còn tặc cường nếu bị lây nhiễm thì không tốt hết chương này